cố gắng lo cho bé, đừng có bỏ bé, tại vì bé cái tương lai nó còn lớn dài lắm, bỏ nó tội nghiệp, tại vì bệnh của bé bây giờ nó đang tiến triển tốt. Nó là tiến triển tốt hơn những mấy đứa bệnh như cỡ nó vậy đó. Là tiến triển tốt hơn nhiều luôn. Cho nên nó là cố gắng lo cho nó, đừng có bỏ, để tội nghiệp nó, cái tương lai nó nhiều quá. Nó mới có 11 tuổi à. Lại thêm phần nó rất là ham học, với lại nó ngoan. Cho nên bác sĩ rất là thương, nhưng bác sĩ năn nỉ mình là đừng có bỏ bé. Mà em thì em không có khả năng, nhưng mà bác sĩ cứ năn nỉ hoài, kêu đừng có bỏ bé, tội nghiệp bé lắm. Nếu như mà mình ngưng lại thì sao? Ngưng lại thì bệnh nó sẽ phát lại như lúc ban đầu và nó khó trị hơn. Tại bác sĩ nói cơ địa bé đã bị yếu rồi, mà bây giờ nó phát thêm bệnh nữa thì điều trị bệnh nền nó rất là khó. Quý Hiếu xin kính chào tất cả quý bà cô chú chị mình đang theo dõi kênh cũng như đang xem video này. Kính thưa quý vị thân mến, thì ngày hôm nay Hiếu muốn chia sẻ cho quý vị một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt cả nhà. Thì một cô bé khoảng mười mấy tuổi thôi, nhưng mà phải đi lọc máu một tuần, một tháng là một lần, nhưng mà số tiền nó rất là lớn của chú anh chị. Và cái tuổi ăn tuổi chơi, mà cái tuổi này là đang đi học và phát triển đó, nên là khi mà biết cái trường hợp này là Hiếu rất là thương cả nhà, và đến đây để hỏi thăm hoàn cảnh nó sẽ như thế nào, cũng như là mình có thể giúp được cái gì không cả nhà. Thì cháu nãy giờ cháu đứng này nè, giờ chờ Hiếu này cả nhà. Chào con. Dạ con chào chú. Con tên gì? Dạ con tên Quỳnh Thị Mai Lý. Con tên Quỳnh Thị Mai Lý hả? Con chào mọi người trên đó đi. Con chào mọi người. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 11 tuổi. Lý nha, Lý 11 tuổi ha. Phải không? Lý 11 tuổi. Dạ. Rồi Lý năm nay học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 5. Lớp 5. Kính thưa cả nhà thân mến, thì đây là một cô bé mà ngày hôm nay chúng ta muốn chia sẻ hoàn cảnh này. Trước khi vào nhà con á, thì con cho chú hỏi là con có biết tình trạng của mình hiện tại là bệnh gì không? Nói cho cô chú biết không? Dạ không. Không hả? Thôi, cái này hỏi cũng vô duyên quá. Nhưng mà thôi, để Hiếu vô tận nhà để hỏi thăm cái hoàn cảnh nó sao, rồi hỏi mẹ bé để mình biết rõ ràng hơn. Tại vì ngày hôm qua giờ á, mẹ cũng gọi cho chú rất là nhiều, và để chú coi cái cuộc sống của con như thế nào ha. Dạ. Con học trong trường là con học ở đâu? Em học trường xe ở bên kia. Từ nhà con mà đi đến trường là bao xa? Dạ con cũng không biết. Rồi hàng ngày con đi học bằng cái gì? Dạ đi học bằng xe đạp. Là con tự chạy hay sao? Dạ con tự chạy xe đạp đi ha. Đâu nhà con chỗ nào đâu? Nhà con bên trong. Ủa sao chú thấy mọi người đông dữ vậy? Dạ tại vì nhà con nhiều anh em. Nhiều anh em hả? Cô chú đang làm gì trong này hả? Dạ chuẩn bị đám cho bà nội con. Chuẩn bị đám cho bà nội. Bà nội mất hay gì? Dạ. Bà nội mất bao lâu rồi? Dạ 4 năm rồi. 4 năm hả? Hôm nay là cúng bà nội ha. Dạ. Ở đây là nhà con hả? Dạ. Đi con dẫn chú lên nhà. Dạ con mời chú lên. Đây là ai con? Dạ đây là mẹ con. Mẹ con hả? Em chào chị. Đây là căn nhà của mình ha. Bấm chưa? Đây là hồ sơ của bé đó hả? Dạ, hồ sơ bệnh hả? Dạ giấy tờ bệnh của bé là gần một năm nay đó. Là những giấy tờ là bác sĩ lấy bớt một phần nữa. Sao nhiều dữ vậy nè? Dạ, giấy xét nghiệm với giấy bác sĩ chỉ định, là những giấy mà bị mất là em có nhờ bác sĩ chụp hình gửi lại cho em đi photo lại nữa đó. Kính thưa cả nhà thân mến, Hiếu đang có mặt ở đây là đâu chị? Dạ ấp Hòa Phú 2 thị trấn An Châu. Lớn lên ấp Hòa Phú 2. Ấp Hòa Phú 2 thị trấn An Châu. Châu Thành An Giang hả? Ngày hôm nay Hiếu tới đây để gặp gỡ hoàn cảnh này và chia sẻ với quý vị. Thì chị ơi, cho em hỏi là hiện tại là tình trạng của bé bị bệnh gì và như thế nào chị? Bé hiện tại là bác sĩ chẩn đoán là bé bị tăng bạch cầu. Tăng bạch cầu có nghĩa là máu trắng hả? Dạ, bị ảnh hưởng tới gan và thận. Giờ đang điều trị là thận của bé đã khỏe. Cái gan vẫn còn phải điều trị, mà bây giờ bé nó cũng ổn dần nhưng mà không có khả năng để đi nữa. Tức là sao đi nữa là sao chị? Đi mà tái khám với lại sàng lọc máu đồ này kia kia nọ theo theo lệnh của bác sĩ thì mình không có khả năng. Giờ hiện tại là đang cho bé uống thuốc nam. Em có nghe nói là chị mỗi một tháng là chị phải đi lọc máu một lần. Dạ đúng rồi, một tháng phải lọc máu cho bé một lần. Một lần nghĩa là tốn bao nhiêu tiền? Dạ là chưa tính, chỉ tính tổng cộng hết là bác sĩ cho mình biết là 42 triệu 557 ngàn. Một lần là 42 triệu? Dạ 257 ngàn.
rồi em có giấy hộ nghèo của bên xã người ta gửi, rồi có giấy giới thiệu dưới bệnh dưới xã này gửi lên bệnh viện nhi đồng, cho nên là được phòng công tác xã hội nhi đồng 1 hỗ trợ được 2 lần lọc máu. Dạ, còn những lần sau này thì tự gia đình mình lo, khả năng em lo hết nổi rồi. Mình lo từ cái hôm bé bệnh tới giờ là bao lâu à? Dạ là bé lọc máu từ hồi tháng 2 năm rồi tới giờ. Tháng 2 năm rồi. Rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Lúc trước là nó sưng cái mặt, nó là mất tiêu cái sống mũi luôn. Bây giờ là mặt hết sưng rồi, bác sĩ nói là thận nó khỏe lại rồi đó. Cái lúc mà triệu chứng của nó lúc mà ban đầu tiên, làm sao chị biết tình trạng nó như vậy? Dạ nó bị sốt với nó bị phù mình mẩy mà cả một tháng mấy ở dưới này. Em đi khám thì ở dưới này chỉ là để là bé bị dị ứng thôi. Nhưng mà uống thuốc mấy gần cả 2 tháng trời mà bé không bớt. Rồi em thấy sao mà nó cứ sốt rồi nó sưng mặt mày mà nó không ăn không uống mà nó gầy ở cái bụng nó bự ra, em không biết làm sao hết. Rồi em mới đi thí ra ngoài nhi đồng. Thì em đi thí ra ngoài thì bác sĩ bắt nhập viện luôn, tại men gan nó quá cao. Bắt nó cao gấp đôi cái người lớn mình mà uống rượu bia nữa. Rồi bác sĩ kêu phải nằm viện điều trị men gan cao dữ lắm. Rồi điều trị men gan cao được 2 tuần, bác sĩ nói là hiện tại men gan đã ổn cho nó về. Thì về nhà khoảng được 2 tuần bắt đầu nó bị men gan cao lại. Rồi vô bệnh viện thì bác sĩ nói là giờ cho uống thuốc rồi mình về. Thì vừa qua Tết xong là bị xuất huyết bao tử. Thì vô bệnh viện nằm thì bác sĩ nói là không biết tại sao men gan nó lại cao mà bị ảnh hưởng nhiều lắm. Bây giờ mình sàng lọc cái tế bào ung thư đi. Bác sĩ đó không ép, nhưng mà bác sĩ kêu mình đó là sàng lọc, nếu phát hiện sớm thì điều trị sớm cho nó khỏe. Chứ để mà bệnh nó qua giai đoạn 3, qua giai đoạn 4 thì khó điều trị lắm. Thì sàng lọc bên bệnh viện Hòa Hảo thì bác sĩ phát hiện ra bị bé bị bạch cầu. Mà lúc đó em không nghĩ bệnh bạch cầu là bệnh máu trắng, em chỉ nghĩ là bệnh kèm theo thôi. Nhưng mà khi sau này điều trị bệnh bạch cầu, bác sĩ giải thích cho mình biết rồi mình mới biết, mình mới hiểu được bệnh máu trắng là gì. Là bác sĩ nói là bệnh máu trắng là dạng một dạng ung thư máu đó, nhưng mà nó về cái phần bạch cầu. Tại vì trong cơ thể mình nó có ba loại bạch cầu và hồng cầu và tiểu cầu, thì nó đang bệnh về bạch cầu. Mình bản thân chị là chị lo được bao nhiêu lần rồi? Dạ bản thân em thì em lo được lần với hai, tại vì vợ chồng lúc trước làm thì hai chồng cũng còn dư được chút đỉnh rồi lo cho nó, rồi giờ cũng chạy vay mượn rồi người được một chút, rồi lớp người thương, người này thương, người kia thương, người ta cho vài trăm hoặc là 1 triệu đó gom vô để lo cho nó thôi. Bây giờ không biết là lo được bao nhiêu lần nữa. Rồi bác sĩ nói là phải lọc máu bao nhiêu lần thì bé nó mới khỏi? Thì lúc bác sĩ nói là bệnh này là kéo dài sự sống thôi. Kéo dài sự sống thôi, chứ còn mà hết thì khả năng là bác sĩ nói là không có khả năng. Tại vì nó là bệnh máu trắng, nó là bị bạch cầu, nó bị nhiễm trùng rồi. Là chỉ lọc máu là bỏ cái phần bạch cầu nhiễm trùng đó. Rồi khi nào mà bé nó bị thiếu hồng huyết cầu á, thì mình sẽ truyền hồng huyết cầu cho bé. Rồi cái cơ thể nó cứ sản sinh ra cái bạch cầu bị nhiễm trùng hoài vậy đó. Mình phải lọc bỏ cái nhiễm trùng đó, chứ không thôi là nó sẽ ảnh hưởng tới các cơ quan cơ nội tạng khác, là nó sẽ là bệnh thêm những cái bệnh khác nữa mà khó trị nữa. Bác sĩ nói là trước mắt là gan và thận nó đang bị ảnh hưởng. Rồi khi mà chạy như vậy đó thì bác sĩ nói là sẽ làm cho nó giảm dần cái là lọc hoạt động. Bỏ thôi. Lọc bỏ thôi chứ không có giảm dần, lọc bỏ rồi khi mà tới ngày đó là cơ thể nó đã sản sinh ra cái bạch cầu nhiễm trùng nữa rồi. Là chỉ lọc bỏ cái phần mà nhiễm trùng đó thôi. Chứ không có đường nào mà cứu được hết. Phải lọc bỏ thôi, chứ không thôi là nó bị vỡ hồng cầu. Rồi lọc máu, rồi khi nào mà ví dụ bác sĩ nói là lọc, nếu mà bạch cầu bỏ ít thì mình sẽ kéo dài cái thời gian lọc máu ra. Ví dụ bây giờ là mình 3 tuần thì có thể là 4 tuần, hoặc là 1 tháng, 2 tháng, hoặc là 6 tháng lọc một lần nữa. Nhưng mà hiện tại giờ trước mắt là bé là bác sĩ đang cho là 6 tháng lọc một lần. 6 tháng mà lọc một lần. Cái lần vừa rồi gần nhất là lúc nào? Dạ, lần vừa rồi gần nhất là tháng 9. Tháng 9 hả? Là dạ. Còn bao lâu nữa? 10, 11 nữa, mà tới tháng 14 12, tay này lên bác sĩ kêu là 11, phải cho giấy 12. Đi lọc đi. Vậy là gần tới rồi. Lấy tủy. Gần tới rồi. Lấy tủy để sàng lọc tủy.
Bác sĩ có cho biết mình lần tới này là bao nhiêu tiền không? Dạ thì bác sĩ nói là gia đình lo thì khoảng 20 mấy triệu. Tại vì có giấy của bên hộ nghèo là bên quỹ bảo hiểm y tế đã hỗ trợ cho mình được 20 mấy triệu. Từ gia đình mình lo bằng mấy tới 20 triệu đó. Rồi phần mà sàng lọc tỷ thì mình phải qua hòa hảo, đó là tự mình lo tiền đó. Rồi cho em hỏi là nếu như mà bây giờ mình từ đây về sau như vậy đó, thì cứ cách 6 tháng mình một lần hay là bây giờ đang theo dõi để biết được cái tình trạng? Dạ là bác sĩ cho hay trước mắt là 6 tháng một lần. À. Rồi nếu mà 6 tháng một lần ổn nữa thì có thể là 1 năm sẽ là một lần. Có thể kéo dài. Dạ. Nhưng mà nói là vĩnh viễn hay sao? Dạ. Là vĩnh viễn. Khi nào bác sĩ nói là khi nào nó lớn là cái cơ địa nó sẽ là tự kháng lại cái nhiễm trùng đó. Là bác sĩ nói là bao giờ mới có thể được như vậy? Bác sĩ nói là qua 18 tuổi là cái tủy xương tủy nó không phát triển nữa thì nó sẽ ngưng. Nhưng mà thời gian sau này nó sẽ phát lại nhưng mà không biết khi nào. Nhưng mà khi tới 18 tuổi là xương tủy nó mới không phát triển nữa. Đâu có phiếu nào là chẩn đoán đâu. Cho em coi coi. Dạ những giấy. Đó là kết quả gì đó cho em dạ, biết. Dạ những giấy là chẩn đoán to thuốc của bác sĩ. Tân bạch cầu. Còn đây là những mẫu em xét nghiệm từ bên bệnh viện Hòa Hảo cho tới bệnh viện Nhi Đồng. Tân bạch cầu có nghĩa là máu trắng mà hiện tại mình hay gọi bây giờ đó cả nhà. Dạ, còn đây là những cái phần giấy xét nghiệm máu. Giấy xét nghiệm máu rồi. Bên bệnh viện rồi bên Hòa Hảo. Ủa sao nhiều dữ vậy? Một lần là 4 ống máu. Trời ơi. Cả nhà, thì đây là cái chẩn đoán nè cả nhà. Chẩn đoán nè. Tân bạch cầu, ái toan, đau bụng. Tân bạch cầu này có nghĩa là máu trắng của mình hiện tại bây giờ mình hay gọi đấy cả nhà, là bé phải lọc máu một lúc trước thì một tháng, nhưng mà sau này dần dần điều trị nó đỡ đỡ rồi thì khoảng 6 tháng một lần, cũng đang trong cái quá trình mà theo dõi của bác sĩ nữa cả nhà. Về bên mấy bệnh tình này thì mình không có rành lắm cả nhà, nhưng mà với một bộ hồ sơ như vậy thì Hiếu có nhớ từng là quay một cái hoàn cảnh ở Thoại Sơn cả nhà, một cô bé mà bị bệnh bút băng đỏ, cái hồ sơ cũng tương tự như vậy nè, rất rất là nhiều bệnh ra vô viện. Ơi bé nó có nhập viện mấy lần nữa. Cố gắng lo cho bé, đừng có bỏ bé, tại vì bé cái tương lai nó còn lớn dài lắm, bỏ nó tội nghiệp, tại vì bệnh của bé bây giờ nó đang tiến triển tốt. Nó là tiến triển tốt hơn những mấy đứa bệnh như cỡ nó vậy đó. Là tiến triển tốt hơn nhiều luôn. Cho nên nó là cố gắng lo cho nó, đừng có bỏ, để tội nghiệp nó, cái tương lai nó nhiều quá. Nó mới có 11 tuổi à. Lại thêm phần nó rất là ham học, với lại nó ngoan, ngoan lắm ngoan. Cho nên bác sĩ, bên bác sĩ rất là thương, nhưng bác sĩ năn nỉ mình là đừng có bỏ bé. Mà em thì em không có khả năng. Nhưng mà bác sĩ cứ năn nỉ hoài, kêu đừng có bỏ bé, tội nghiệp bé lắm. Nếu như mà mình ngưng lại thì sao? Ngưng lại thì bệnh nó sẽ phát lại như lúc ban đầu và nó khó trị hơn. Tại bác sĩ nói cơ địa bé đã bị yếu rồi mà bây giờ nó phát thêm bệnh nữa thì điều trị bệnh nền nó rất là khó. Nếu như mà mình để lâu là nó sẽ ăn vô nội tạng? Dạ đúng rồi, bây giờ hiện tại là nó đang bị men gan cao, hiện tại bây giờ vẫn bị men gan cao, đang điều trị men gan cao luôn. Một dạ. Ngày như vậy là nó uống thuốc gì ở đâu? Dạ nó uống thuốc của bệnh viện với lại uống thuốc nam. Hai cái uống chung được không? Dạ em chia đều ra là hay buổi sáng, sáng sớm thì nó ăn sáng xong là sẽ cho nó uống thuốc tây. Uống thuốc tây của bệnh viện, rồi nấu thuốc nam xong là 9-10 giờ uống thuốc nam, rồi 1-2 giờ chiều sẽ uống thuốc nam và 4-5 giờ chiều uống thuốc nam một lần nữa. Mình cái này mình có báo với bên bác sĩ không? Mình nói mình có đang có uống thuốc nam ở nhà. Dạ em không dám nói, tại vì bác sĩ la không dám nói. Tại giờ mai chủ phước thầy thôi, không có tiền. Hiện giờ nghe mấy người ta nói là uống thuốc nam này cũng điều trị bé bệnh bết, chứ giờ khả năng không có phải chịu thôi chứ sao giờ. Thường á cả nhà thì thuốc nam không thể uống chung được thuốc dưới thuốc tây. Dạ. Người ta nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà chị thấy cái từ cái hôm mà bé uống thuốc nam nó thấy cái hiệu quả nó tốt không? Dạ thì nói chung là em không có biết là thuốc tây hay là thuốc nam nó phát triển, nhưng mà nói chung là thấy nó ổn hơn, nó có da có thịt. Nó có nhìn thấy nó có sung, nó dạng nó có sắc hơn hồi lúc trước. Trước là nhìn thấy nó ghê lắm, bây giờ là nhìn nó được lắm rồi. Bữa giờ con đi học á, con thấy trong người con như thế nào? Dạ lúc mệt lúc không. Lúc mệt hả? Thường là con mệt lúc nào?
Dạ, thường là lúc con mệt là lúc mà con vừa đi chơi xong con nghỉ một tí là con mệt. Ừ. Con hay thường xuyên như vậy hả? Dạ. Con có nhức đầu chóng mặt gì không? Dạ có. Mình nghĩ là cái lượng mà trong máu của bé cả nhà, mình thì không rành lắm, mình nghĩ trong đó thì mấy con đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái máu thì nó sẽ bị đau đầu chóng mặt thường xuyên. Cái việc mà con bị bệnh như vậy nó có ảnh hưởng tới con đi học không? Dạ không. Cũng cố gắng đi học ha. Bữa giờ ở trong nhà trường đó mấy thầy cô biết con bệnh không? Dạ biết. Biết hả? Cô thầy có giúp đỡ con việc gì không? Dạ có. Ví dụ? Nếu mà con làm bài không được thì thầy cô xuống chỉ. Cũng sẽ thương bé hơn cả nhà. Rồi chú nghĩ là cái lúc mà đi học á, lúc mà đi học thể dục á, dạ, là con cũng ít hoạt động hơn đúng không? Dạ. Con được nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạ. Rồi thường á là con đi đến trường bằng cái gì? Bằng xe đạp. Con chạy xe đạp hả? Dạ. Đâu chiếc xe đạp nào đâu chị cho chú Hiếu coi coi. Xe đạp bên kia. Xe đạp bên kia. Nó chạy bằng điện hay gì? Dạ, không có. Con tự đạp. Dạ. Con đạp con thấy mệt không? Dạ, thấy mệt. Bệnh này thì nó sẽ mệt hơn những đứa bé thông thường cả nhà. Con có lo lắng không? Dạ có. Có gì đâu, con đừng có lo lắng ha. Dạ. Chú với lại mẹ với mọi người bên cạnh con để lo cho con ha. Con đừng có lo lắng. Con ăn cơm nhiều không? Dạ không. Sao à? Không ăn không ngon hay sao? Dạ. Rồi hàng ngày mẹ nấu gì cho con ăn? Dạ nấu canh với lại cơm với lại thịt. Con có mấy người anh em? Dạ có nhiều lắm. Anh em ruột á? Dạ anh em ruột con có ba. Ba. Người đầu tiên là người con dạ. Trai hay gái? Là con. Là con thứ hai à? Dạ. Rồi con còn em nào nữa? Dạ hai em sinh đôi. Hai em sinh đôi con nữa hả? Dạ. Ở đâu rồi hai con? Hai em bé đâu? Sinh đôi chơi. Bao nhiêu tuổi rồi con biết dạ, không? Dạ 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi. Cả nhà bé nói chuyện rất là dễ thương cả nhà. Rồi con có bàn đi học chưa? Con có bàn học không? Hay là con ngồi với nằm như này con học? Dạ con có bàn học. Đâu bàn của con đâu? Cái bàn con để ở hành của bàn nội lên. Cả nhà tức là có nghĩa là ngày hôm nay ngày cúng của bà nội cả nhà. Đạo Thiên Chúa mình cũng không lành lắm nhưng mà lấy cái bàn đó để mà cúng bà nội luôn hả? Dạ. Cái bàn đó là bàn nhựa mà đúng không? Dạ. Bàn nhựa cả nhà. Con học giỏi không? Dạ giỏi. Con đạt được cái thành tích gì rồi? Dạ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập. Quá giỏi cả nhà. Rồi bây giờ chị với lại chồng chị làm gì để nuôi bé? Chị lúc trước chị làm công ty sam hô. Nhưng mà từ lúc bé bệnh tới giờ chị nghỉ ở nhà để lo cho bé. Còn chồng chị thì bị bệnh hở van tim với bị suy tim đó, thì ở nhà ảnh đi xiệt. Bữa nào khỏe anh đi xiệt bắt cá hả? Dạ đi xiệt kiếm cá về ăn. Còn nếu bữa nào mệt đó, thì anh không có đi được thì mình bữa đó cũng không có. Có gì. Công việc khác không? Mình thay đổi công việc khác đi. Công tại việc vì, đó nó cũng không có tốt tại đâu cả nhà. Tại vì ảnh bị bệnh tim á rồi cũng khó làm công ty lắm. Đi bị bệnh tim mà đi một mình như vậy rồi đi xiệt cái nghề đó nữa nó cũng nguy hiểm lắm. Mình ráng kiếm cái phương cái công việc nào nó tốt hơn xíu. Rồi bây giờ là chị còn đi làm không? Dạ không, hiện tại giờ là em nghỉ ở nhà để em lo cho nó. Tại lúc trước em đi làm rồi em viết đơn em nghỉ 3 tháng không lương để mà lo cho nó. Rồi qua 3 tháng là tới ngày công ty bắt vô làm là phải làm tại vì nghỉ quá 3 tháng rồi. Mà bé vẫn còn đang nhập viện cho nên không làm được, phải viết đơn nghỉ luôn. Hiện tại giờ là 1 năm mấy, gần 2 năm rồi. Rồi bây giờ tất cả kinh tế hiện tại ở nhà mình là ai lo? Như hiện tại kinh tế nhà giờ ảnh đi xiệt ngày nào có kiếm cá bán được thì mốt giết ngày nào đó thì lo thuốc thang cho nó rồi khi nào đi thì mượn mượn mấy anh mấy chị được nhiêu thì được chứ giờ không biết làm sao hết trơn.
Rồi tiền học hành của bé này tiền mình có lo được không? Thì bên hộ nghèo hỗ trợ, không có đóng tiền học phí gì hết. Ừ, mình bảo mua sách vở thôi ha. Dạ, sách vở thì có mấy cô cũng cho người vài chục, vài tới 100 thì gom lại cũng đủ mua cho nó. Hiếu nghe nói bé rất là ham học, học rất là giỏi cả nhà. Đạt thành tích xuất sắc luôn không con? Hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất sắc. Rất là xinh xắn cả nhà. Hiếu khi mà đăng tải nội dung này lên thì mình cũng sàng lọc rất là nhiều cả nhà. Tại vì xảy ra một vụ việc ở bên kia thì cũng rất là đau lòng, đau buồn lắm. Nên là mình thấy hiện tại tình trạng của bé nó rất là cần được sự giúp đỡ của cả nhà. Chú rất mong con vượt qua hết khó khăn này và học hành cho thật giỏi. Còn việc còn lại thì để mẹ với lại mọi người lo. Con đừng có lo, con đừng có buồn nha. Không sao hết.